nói đến sắc đẹp là nói đến sự hãnh diện và tự tin. Loan Châu xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Coast Surgery Center, một trung tâm giải phẫu thẩm mỹ với đội ngũ chuyên viên được huấn luyện kỳ cựu trên 25 năm kinh nghiệm, sẽ giúp quý vị có được một thân hình tuyệt hảo và trở nên tự tin hơn. Tại trung tâm giải phẫu thẩm mỹ Coast Surgery Center, quý vị là mối quan tâm chính của chúng tôi. Sức khỏe, sự an toàn, thân hình của quý vị và nhất là sự tự tin về sắc đẹp của chính mình. Với những thiết bị hiện đại và tối tân, chúng tôi có đủ điều kiện và đạt tiêu chuẩn hàng đầu nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho quý vị. Với giám đốc y khoa của trung tâm là bác sĩ phẫu thuật được huấn luyện đầy đủ và dày dặn kinh nghiệm, cùng với đội ngũ bác sĩ Mỹ và Việt có Board Certified, chúng tôi tin chắc quý vị sẽ hãnh diện hơn với thân hình của mình khi đến với Coast Surgery Center. Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay tại 1-855-A-NEW-YOU, 1-855-A-NEW-YOU để được tham khảo miễn phí. Đó là 1-855-263-9968, 1-855-263-9968. Coast Surgery Center sẽ giúp quý vị lấy lại niềm hãnh diện và tự tin. CLM Supply chuyên cung cấp tất cả những sản phẩm làm nails thiết yếu, chất lượng cao với giá cả phải chăng cho salons, retails và wholesales. Sản phẩm đa dạng, bắt trend, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Bộ sưu tập CL200 bao gồm bột màu, dual sơn gel và sơn thượng với độ matching lên đến 90%, bao gồm những tông màu đa dạng, từ gam pastel nhẹ nhàng cho đến những màu sắc táo bạo và cá tính, phù hợp cho mọi mùa trong năm. Chất bột dẻo mịn, dễ đắp, đa năng áp dụng được cho đắp, deep, ombre và 3D. Sự sáng tạo không giới hạn là một trong những điểm mạnh của CLM, với những sản phẩm hỗ trợ làm design như Liner Art Gel và Painting Gel, đầy đủ những tông màu phổ biến, kèm theo những gam màu nổi tiếng như pastel, nude pink, chất gel đậm đặc, độ che phủ chỉ với một lớp mỏng, thỏa thích thể hiện tài năng sáng tạo qua từng đường nét trên móng tay khách hàng. Đặc biệt, những dụng cụ hỗ trợ làm design như long line work, flat brush, oval brush, đầu lông mịn không bị xòe đầu cọ, tưa hay dễ bị đứt sợi, tự tin sáng tạo những họa tiết thanh mảnh, uyển chuyển, định hình những chi tiết nhỏ nhất với độ chính xác cao. Nước sơn gel và sơn thường trong collection Trendy được thiết kế với mẫu mã bắt mắt, bao gồm 188 màu đa dạng, sử dụng được cho 4 mùa. Màu sơn đậm đặc, đẹp chỉ với 2 lớp mỏng, cọ được thiết kế không quá to, độ dài thoải mái, chất lông cọ mềm, dễ điều khiển. Ngoài ra, CLM Supply thường tổ chức những lớp học cho quý thợ nails, từ những lớp đắp bột căn bản và nâng cao tay nghề, lớp dạy design 3D, và những lớp kỹ thuật khác dành cho quý thợ nails. Lớp học được dẫn dắt bởi CEO Christine Lam và Nail Master Sang Phan, và còn rất nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú, trending, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ tư vấn giúp cho khách hàng lựa chọn những sản phẩm với giá cả hợp lý nhất. Hệ thống website và gọi phone order luôn sẵn sàng phục vụ, cập nhật những chương trình sale hấp dẫn và những ưu đãi không thể bỏ qua.
Quý vị muốn đặt mua những sản phẩm của CLM Supply hoặc muốn đăng ký cho những lớp học, xin vui lòng liên hệ số phone bên dưới hoặc vào trang nhà clmsupply.com để biết thêm chi tiết. Thẩm mỹ viện Beauty Image tại San Jose với đội ngũ bác sĩ hùng hậu chuyên nâng cơ và căng da mặt bằng chỉ collagen hoặc bằng phương pháp O-Therapy hàng đầu nước Mỹ, đặc biệt chích tan mỡ mặt có truyền vàng nhấn mí và nâng mũi kiểu Hàn Quốc. Thẩm mỹ viện Beauty Image San Jose đã mở lại sau một thời gian tạm ngưng vì Covid-19, có giảm giá đặc biệt bớt 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Thẩm mỹ viện Beauty Image San Jose, tọa lạc tại 979 Story Road Suite 7093 trung khu Việt Nam Town, mở cửa từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Xin vui lòng liên lạc với chị Cindy Lê qua số điện thoại 510-452-7297 hoặc Bobby Nguyễn 916-595-0105. Trong cuộc đời này, không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có những người phụ nữ chưa biết làm đẹp cho chính mình mà thôi. Viện Beauty Image, tọa lạc tại San Jose, là nơi rất đáng tin cậy.